Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh Trải nghiệm và Review. Thì hôm nay là mình thấy là nó có đá móc quay trở lại này. Mình không còn đủ vàng ấy để mà mua tướng, cho nên là mình vào đá móc này mình tìm một con tướng nào mới mình chơi nha. Mình thử xem nó như thế nào nha. Rồi, mình sẽ đổi cho đến khi nào nó ra một con tướng mới. Zone không. Gan không. Toàn mấy con tướng cũ gì chơi. Trời đất ơi. Thôi mà kìa kìa, trời đất ơi, trời ơi, sao mà nó không có con tướng mới hết kim cương của tao. Trời ơi, toàn rồi, trời đất ơi, đây rồi. Ủa không, Mina, trời ơi. Trời đất ơi, phải cho Alice à. Trời ơi. Chán thế nhỉ. Qua đây bé ơi. Chạy hộ ớ. Quýnh nó. Đúng rồi. Kìa. Ừ. Tí nữa là đi luôn rồi. Gì đâu? Ê. Nó cũng thôi kiếm cho mình một công liệu. Ê, cục rồi kìa. Thôi, thôi, thôi. Không biết né chỗ nào luôn. À, mình đứng phía sau mình bút cho đồng con. Mình qua đây bạn ơi. Mình qua đây bạn ơi. Bạn đừng sợ. Bạn đừng sợ. Đập nó. Tao không sợ mày đâu. Tao không sợ mày đâu. Tao có hồi máu. Tao không sợ mày đâu. Con gà. À, còn đứng đó nữa. Mày giữ gì cứng. Ơ, nó đã kéo ở đâu vậy? Chạy đâu con sâu? Ngày gì nó cục máu. Trời, nó cục máu mày. Ok, thôi, thôi bạn ơi, thôi. Trời ơi. Thôi 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 bỏ bắt đầu bỏ đồng đội mà chạy. Mà làm gì được tao. Kìa. Đây. Không sao. Mình tới đây các bạn đừng sợ. Nó chả là gì đâu, các bạn đừng sợ. Qua bên nó chơi, đừng sợ. Làm gì được nhau.
Trời ơi, con đó nó mạnh lắm. Nó là AD mình kìa. Nó chạy qua tới bên căn cứ của tụi kia nó chơi luôn. Thôi gì 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 gì. Không bụp được tao đâu. Chạy gì trắng. Đố ai bắt được tao. Đố anh bắt được em. Rồi thắng luôn rồi. MVP. À, cảm ơn mọi người đã theo dõi video ngày hôm nay nha. Nếu các bạn thấy hay thì cho mình xin một like, một subscribe kênh nha. Hôm sau mình tiếp tục đổi để kiếm xem là có được cung mới nào không. Hôm nay là phải chơi Alice rồi. Bye bye mọi người.